Chào mọi người, đây là bài hướng dẫn cách chèn một cái trang bìa cho cái bài của mình. Ví dụ như mình có một đoạn văn bản như thế này, mình muốn chèn một cái trang bìa vào. Thì ở đây mình sẽ vào cái thẻ Insert. Và ở đây nó có cái cover page, có nghĩa là mình sẽ chèn vào một cái trang bìa. Mà ở đây nó có nhiều cái mẫu bìa để cho mình lựa chọn. Ví dụ mình chọn cái mẫu bìa này. Sau đó thì mình sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp với cái nhu cầu của mình. Ở đây mình có thể đổi tên lại, đổi tên thành cái gì đó, ở đây cũng vậy, tương đương. Ngày thì mình ví dụ ngày hôm nay đó. Còn các cái dòng này thì mình có thể thay đổi tùy theo cái nội dung của mình giới thiệu về cái bài cái đoạn văn bản của mình bên dưới. Thì đây là thao tác rất là đơn giản. Để bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn đổi thì mình vào đây cover page lại và mình chọn cái mẫu bìa khác thì nó sẽ tự động chồng lên thôi. Nó sẽ bỏ cái trang bìa cũ và nó tạo cái mới cho mình. Ví dụ như mình muốn thêm chữ thì như đây mình nó chưa đủ phục vụ cái nhu cầu của mình. Mình muốn thêm chữ chỗ này thì mình vào cái đây nó có cái dòng textbook mà nó cho nhiều cái kiểu chữ cho mình. Ví dụ như ở đây nó. Rồi bây giờ mình cầm mình kéo đi, mình di chuyển vô cái dòng cái bìa cái đường viền của nó sao cho nó hiện cái mũi tên 4 chiều ra là mình có thể kéo đi. Rồi sau đó mình vào đây mình chỉnh sửa lại. Mình chỉnh sửa lại theo ý của mình. Rồi. Hoặc mình có thể chèn ngày. Đó. Rồi bây giờ mình muốn bỏ trang bìa đi thì mình cũng vào Insert đây. Và cái bay cover bay này nó có cái remove current cover bay. Thì mình vào đây để mình xóa nó đi. Được rồi. Cái này nó bị cái lỗi gì mà mình chưa thể xóa được. Mình thử cái hiệu ứng này coi. Rồi, mình muốn xóa cái trang bìa đi. Là do mình đã chèn thêm những cái hiệu ứng này. Mình xóa không được hay là vì sao? Rồi, bây giờ mình xóa thử. Nó vẫn không được. Thì đối với trường hợp mà xóa không được thì mình vào lại mình đổi lại cái hiệu ứng khác, nó là chèn thêm một cái trang mới. À, cái này là nó chèn thêm một cái trang mới. Rồi bây giờ mình bỏ cái trang này đi. Rồi, ở đây còn một trang ha. Là do mình đã design cái trang này rồi. Ở đây nó có cái dòng cell selection nè. Nên bây giờ mình không thể bỏ đi bình thường được. Rồi mình sẽ xóa đi, mình chọn bôi đen đó là mình xóa nó đi. Rồi bây giờ mình làm lại ha. Ví dụ như mình sửa nó, mình thêm một cái textbox thêm đây đó, sửa luôn, thêm ngày luôn. Rồi bây giờ mình bấm vào bay cover, mình chọn remove current, nó sẽ mất. Rồi
Đây là cái bài hướng dẫn về cách chèn cái trang và cách xử lý tình huống khi mà mình chèn, mình chỉnh, mình xóa không được. Mình chọn tất cả rồi mình xóa nó đi, xóa cái trang đi. Cảm ơn mọi người đã xem cái bài hướng dẫn này và nhớ là đăng ký kênh để xem thêm nhiều bài hướng dẫn khác của mình.